Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Điểm tin bóng đá. Kính thưa quý vị các bạn, tài khoản Twitter chính thức của FIFA World Cup vừa cho đăng dòng trạng thái khích lệ tinh thần của tuyển Việt Nam. Cụ thể là trong bài đăng của mình, FIFA đã dùng từ khóa động lực ngày thứ hai kèm theo biểu tượng sao vàng để cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo trước trận đối đầu với đội tuyển UAE. FIFA viết: "Chỉ có vài cơ hội cho tuyển Việt Nam chiến thắng ở bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 ở khu vực châu Á, nhưng vẫn nỗ lực bền bỉ với bàn thắng ở những phút cuối trong trận gặp Malaysia đã giúp cho họ có trận thắng vô cùng quan trọng. Điều này có nghĩa là chỉ cần một điểm ở trận gặp UAE, tuyển Việt Nam sẽ giành ngôi đầu bảng, cùng suất vào vòng loại thứ ba tranh vé dự World Cup lần đầu tiên trong lịch sử." Trước đó thì ở trận lượt đi trên sân vận động Mỹ Đình, Việt Nam đã giành chiến thắng trước UAE với tỷ số 1-0 nhờ siêu phẩm vô cùng đẹp mắt của Tiến Linh. Ở màn so tài tới đây, chúng ta sẽ đón chào sự trở lại của tiền vệ Quang Hải sau khi hết án treo giò. Tuy nhiên, huấn luyện viên Park sẽ bị cấm chỉ đạo do đã nhận đủ thẻ phạt. Người được chọn thay thế ông là trợ lý Lee Dong-jin. Phát biểu ở trận thắng trước Malaysia, thầy Park cho biết: "Về phần UAE, chúng tôi đã xem họ đá với Malaysia. Đội tuyển Việt Nam cũng đã lượt đi với họ. UAE rất mạnh. Việt Nam đang dẫn đầu, nhưng về kỹ thuật, thể lực thì họ đang ở nhóm đứng đầu châu Á. Nhưng tôi sẽ giữ chiến thuật và thắng trận đấu đó." Thầy Park khẳng định là sẽ giành chiến thắng trước UAE. Thưa quý vị các bạn, một thông tin vui nữa đến từ AFC. Liên đoàn bóng đá châu Á có thay đổi bất ngờ trước lượt trận cuối, qua đó giúp cho tuyển Việt Nam thêm lợi thế lớn ở vòng loại World Cup. Thực tế thì điều này mang lại một lợi thế nhất định giúp cho các tuyển thủ của Việt Nam có tâm lý thoải mái hơn khi bước vào trận đấu quyết định với UAE. Tuyển Việt Nam vẫn sẽ nhập cuộc với sự tập trung cao nhất và tự quyết định số phận của mình trong trận đấu tới đây với UAE. Cụ thể là nhiều khả năng ngay khi hết hiệp 1 trận gặp UAE thì tuyển Việt Nam đã biết là mình giành vé đi tiếp tại vòng loại World Cup 2022 hay chưa. Theo đó thì Liên đoàn bóng đá châu Á AFC vừa đưa ra quyết định thay đổi lịch thi đấu ở bảng B, trận đấu giữa Úc và Jordan thay vì diễn ra vào lúc 2 giờ ngày 16 tháng 6 giờ Việt Nam sẽ được đẩy lên đá sớm hơn 3 tiếng. Trong khi đó thì trận đấu còn lại giữa Coes và Đài Bắc Trung Hoa vẫn giữ nguyên khung giờ 2 giờ ngày 16 tháng 6. Cả hai trận này đều được tổ chức trên sân đấu Jaber Al Ahmad của Coes. Như vậy là cuộc đối đầu giữa Úc và Jordan sẽ diễn ra trước Việt Nam gặp UAE 45 phút. Và với cục diện hiện tại của bảng đấu, nhiều khả năng chưa cần phải thi đấu hết trận thì tuyển Việt Nam đã biết mình giành vé đi tiếp hay chưa. Với điểm số đang có, kể cả có thua UAE đi chăng nữa và rơi xuống vị trí nhì bảng thì tuyển Việt Nam cũng chắc chắn có thành tích tốt hơn đội nhì bảng F và bảng H. Trong trường hợp Jordan không thể thắng được Úc thì đội bóng này sẽ là cái tên tiếp theo không có điểm số bằng Việt Nam. Và khi đó thì thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ chính thức có vé đi tiếp bất chấp kết quả cuộc đối đầu với UAE. Quý vị và các bạn thân mến, phải dành cho thầy Park những lời tán dương xứng đáng. Thầy Park xứng danh là phù thủy. Lịch thi đấu sắp xếp tuyển Việt Nam thi đấu từ trận dễ cho đến trận khó phần nào đã giúp cho chúng ta có chút lợi thế, việc vừa có thể có những điểm số tối đa và vừa đánh giá được phong độ của từng vị trí để chọn ra đội hình hợp lý cho trận đấu quan trọng nhất ở UAE. Đè bẹp Indonesia, thắng nhẹ Malaysia và cuối cùng là có thể chúng ta sẽ có kết quả thuận lợi trước UAE. Trận gặp Malaysia đã được thầy Park lường trước là gặp khó khăn hơn nhiều so với trận thắng Indonesia 4-0 trước đó. Và thực tế là hơn 90 phút ở trên sân đã chứng minh điều đó là đúng. Trận này thầy Park đã thay đổi sơ đồ 5-4-1 trở thành 5-3-2. Theo đó thì Công Phượng đã cặp tiền đạo cùng Tiến Linh, còn Văn Đức được kéo về tạo thành 3 tiền vệ ở khu vực giữa sân cùng với Hoàng Đức và Xuân Trường. Hai cầu thủ Văn Hậu và Trọng Hoàng cũng trở lại sau chấn thương hoặc hết thẻ phạt. Những sự thay đổi về sơ đồ chiến thuật ít nhiều cũng đã gây ra bất ngờ cho ông Tan Chang Hoe bên phía Malaysia trong khoảng thời gian đầu của trận đấu, đặc biệt là cách bố trí kèm người ở những tình huống cố định của Việt Nam. Trong bàn thắng mở tỷ số từ pha đá phạt của Việt Nam thì dường như các cầu thủ Malaysia đã quên đi sự có mặt của Văn Hậu ở cột 2, và chính Văn Hậu, một trong những cầu thủ có thể hình và chơi đầu tốt nhất bên phía tuyển Việt Nam, đã có pha đánh đầu chuyền bóng để cho Tiến Linh ghi bàn. Thầy Park bố trí Công Phượng đá tiền đạo lùi một phần để hạn chế việc phân phối bóng của tiền vệ Kuti. Khi Malaysia tổ chức triển khai bóng từ các hậu vệ thì Công Phượng thường xuyên theo sát cầu thủ này, nên ở nhiều thời điểm Kuti gặp khó khăn trong việc nhận bóng và chuyền bóng lên trên. Cuối hiệp 1 thì Malaysia đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ nên chúng ta gặp một chút khó khăn. Hàng tiền vệ ba người của chúng ta thời điểm đó đã không kiểm soát được tuyến giữa. Văn Đức mặc dù đá tiền vệ cánh nhưng phải bó vào trong chia lửa khá nhiều.
đồng thời đâm lên phía trước để tạo thành 3 mũi tấn công. Khi mất bóng, Văn Đức lùi về phòng ngự rất nhanh để hỗ trợ cho Xuân Trường và cả Văn Hậu ở biên trái. Việc Văn Đức bị hụt hơi trong hiệp thi đấu thứ hai là điều dễ hiểu và cũng dễ thông cảm. Thầy Park đã nhận ra vấn đề ngay ở cuối hiệp 1, nên ở đầu hiệp 2, ông đã chuyển sang sơ đồ 5-4-1 quen thuộc, kéo Công Phượng qua bên phải, Văn Đức sang hẳn bên trái để cùng hai tiền vệ Xuân Trường và Hoàng Đức tạo thành hàng tiền vệ 4 người. Thứ hai là đội hình này chơi bóng phòng ngự tốt hơn khi trước mặt 5 hậu vệ là lớp tiền vệ 4 người ra ngang và đặc biệt nó sẽ hạn chế được khả năng tấn công biên của Malaysia, qua đó giúp cho ý đồ chơi phản công của thầy Park tốt hơn khi chúng ta đang có lợi thế dẫn bàn. Khả năng đọc trận đấu và tài thao lược của huấn luyện viên Hàn Quốc được thể hiện ở trận đấu này. Ông thay Xuân Trường bằng Đức Huy, một cầu thủ có khả năng phòng ngự tốt hơn, thay Công Phượng bằng Văn Thanh để tạo ra một biên phải rất an toàn trong phòng ngự và cũng rất hiệu quả khi tấn công. Tình huống Trọng Hoàng băng xuống dứt điểm từ pha chọc khe của Hoàng Đức là thời điểm mà Văn Thanh và Trọng Hoàng vừa đổi vị trí cho nhau là rất hợp lý. Văn Thanh vừa vào sân còn khỏe nên kéo xuống đã hậu vệ để cho Trọng Hoàng chơi cao hơn để giảm tải cho cầu thủ này ở mặt phòng ngự. Nếu tình huống này mà chúng ta có bàn thắng thì coi như là dấu chấm hết cho Malaysia ở thời điểm đó. Bàn gỡ của Malaysia đến từ pha phạm lỗi không cần thiết của Văn Hậu và lúc này như tưởng chừng chúng ta đã bắt đầu gặp khó khăn và mất tinh thần. Nhưng ông Park lập tức có sự điều chỉnh khi đưa Đức Trinh vào thay thế cho Tiến Linh và Trọng Hoàng và sự thay đổi này lập tức đem đến hiệu quả khi Văn Toàn đem về quả penalty cho Việt Nam để rồi Ngọc Hải ấn định tỷ số 2-1. Một lần nữa thì mọi người đều phải thán phục vào khả năng đọc trận đấu, điều chỉnh hợp lý của ông Park. Ông Park hẳn là đã có sẵn những phương án cho cuộc đối đầu được cho là khó khăn nhất với chủ nhà UAE vào ngày mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe bản tin bóng đá hàng ngày của chúng tôi. Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn bằng cách quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn nút chuông thông báo để là người nhận được tin mới nhất khi chúng tôi phát hành. Cảm ơn quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.